Xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam cùng bạn bè năm châu quốc tế. Đấy. Em lấy có hai đôi vỏ hỏa tiễn đôi 40 thôi mà chủ xưởng trả ô tô tận nơi, hoành tráng quá. Thì đây, trong mặt các bác đây nha, vỏ hỏa tiễn đôi đã xuất hiện lại trên thị trường và đợt này giá nó cao hơn trước khá nhiều. Em nói nhanh là khá nhiều. Trước em bán là 4 triệu rưỡi thì bây giờ là lên là 4 triệu 6. À, 4 triệu 6 một cặp, giá cao vì là cước phí vận chuyển nó cao. Đôi này phí vận chuyển lằng nhằng mất tầm 1 triệu, 1 triệu 2, các bác thông cảm. Về đây em lấy thêm một ít cái bả, bột bả để bả lại mấy cái nó bãi. Đây nha, 4 triệu 6 một đôi bao ship. À, các bác nào quan tâm đến mẫu vỏ thùng loa hỏa tiễn đôi 40 này thì alo với em. Nhiều các bác hỏi lắm rồi thì em lấy trước hay cả. Nhà chật không có chỗ chứa nên là em không lấy nhiều. Chứ còn lấy thì lúc nào cũng trả được một xe. Lấy lúc nào cũng lấy được một xe. Nhưng mà nhà không chứa được hết nhiều nên là lấy ít một thôi. Đấy, các bác thông cảm. Và chờ em tí. Đây em sẽ cố gắng dứt cái cục bóng ni lông này ra để review cho các bác xem. Đây, đây. Sao nó trơn thế nhỉ? Đây. Sơn sàn cát nha. Sàn cát là dòng cao cấp. Full option cấu hình cao cấp nhất. Rồi, ok. Đã xong cái giai đoạn hơi bị khó rồi. Ok, chúng ta đã xong. Đấy, các bác nhìn đi. Sơn sàn cát. Đây là cái sơn này nó còn cao cấp hơn cả cái loại 75 nha. Cấu hình cao cấp, nhưng mà bàn ốc nhìn trông hơi điêu. Đấy. Đây lưới đây. Đợt này thì em về em lấy cái tem vừa bước đầu nhỉ. Đây, khoe với các bác tí. Đợt này đã có tem. thì các bác nào quan tâm đến mẫu này thì gọi trực tiếp cho em nhé. Giá cao hơn trước 100.000, trước là 4 triệu rưỡi thì bây giờ là 4 triệu 6. À, còn ngày xưa có đợt là 4 triệu 3, 4 triệu 4, bây giờ 4 triệu 6 rồi. Cước phí nó cao, sản xuất đi nó cũng đắt. À, các bác nào quan tâm thì gọi cho em. Sơn sàn cát. Có rãnh treo này, rãnh dây này. Ok chưa? Có rãnh dây. Tay sách này. Ngày xưa bao nhiêu các bác hỏi, bây giờ mãi mới có. Thì em lấy trước là hai cặp nhá. Còn lại rất nhiều, nhà đây em quay cho các bác xem tí. Không phải không có chỗ chứa, chứa vẫn có. Ở bên kho bên kia nữa thì ngày mai em sẽ xong nút a dây thì em chuyển sang bên này cho nó gọn. Nên là đây các bác nhìn qua đây là thấy nhà nó rất nhiều đồ. Chật chội này, còn mấy cái đơn hàng xong cái là rộng. Cứ để nhà nó chật, các bác thông cảm. Các bác nào lấy bông này thì em vẫn bán nhé. Ok đại ca. Ok thì giới thiệu đến đây thôi nhé. Thì bây giờ mình tiếp chuyện đại ca đã. Sơn sần cát này, nhìn trông sướng rồi. Nhìn hạt sơn này thì thấy là thích rồi. Em nói luôn nhá, 4 triệu 6 một đôi bao ship. Còn các bác kêu đắt thì tùy, có thể mua chỗ khác. Cái chữ bao ship các bác phải biết là mất 1 triệu ấy. 4 triệu 6 trừ đi là còn có 3 triệu 6 thôi. Đấy, nàng nhàng hơn triệu ấy. Không phải là bán đắt đâu. Các bác cứ trừ đi 1 triệu, hơn triệu đi cho. Đấy. Ok. Xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong clip lần sau. Có gì hay em lại tiếp tục quay và review với toàn thể các bác.